Huấn luyện viên Philippe Chaussier thừa nhận U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điểm thiếu sót dù thắng đậm U23 Guam. Chắc chắn sẽ có nhiều chỉ trích bởi các cầu thủ có thể ghi nhiều bàn hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó, huấn luyện viên Philippe Chaussier phát biểu sau trận U23 Việt Nam thắng đậm U23 Guam. Nhà cầm quân người Pháp hài lòng khi U23 Việt Nam giành chiến thắng theo đúng cách mà ông mong muốn. Tuy nhiên, ông Chaussier thừa nhận đội nhà còn nhiều điểm thiếu sót và lẽ ra phải làm tốt hơn thế. Ông Chaussier nói, với số cơ hội tạo ra, chúng ta có thể có thêm 3, 4 bàn nữa. Nếu tỉnh táo hơn, các cầu thủ có thể làm tốt hơn. U23 Việt Nam chỉ ghi được một bàn thắng trong hiệp đầu tiên. Sau đó, huấn luyện viên Chaussier thực hiện những điều chỉnh nhân sự và tạo ra khác biệt. Việc Hồ Văn Cường vào sân giúp U23 Việt Nam chơi tốt hơn. Không rõ mọi người có quan sát thấy thái độ của tôi không? Sau 10 phút đầu, tôi nhận thấy sự thiếu cân bằng trong cách chơi, đặc biệt là vị trí hậu vệ phải của Đức Phú. Tôi ra hiệu cho Hồ Văn Cường khởi động. Tuy nhiên dựa trên trình độ của đối thủ và nỗ lực của cầu thủ trên sân, tôi giữ nguyên đội hình. Sự xuất hiện của Văn Cường mang đến tín hiệu tích cực. Trước trận, tôi phân tích thấy điểm yếu hai biên của U23 Guam. Tôi nhắc các cầu thủ tập trung vào điểm đó và họ tạo nhiều cơ hội. Dù sao Đức Phú không phải hậu vệ biên thuần. Ở cánh còn lại, Minh Trọng hay Văn Khang đã tạo ra nhiều nguy hiểm, ông Chaussier phân tích. Nhìn chung, ông Chaussier vẫn hài lòng về kết quả thắng đậm và tinh thần thi đấu của các học trò. Tôi mừng vì đội giành chiến thắng. Bên cạnh đó, cách thắng cũng khiến tôi hài lòng. Các cầu thủ đã kiên trì để tìm ra quyết định hợp lý cho tới những phút cuối cùng. Xét toàn cục, các cầu thủ đã thẩm nhuần triết lý và họ xử lý khôn ngoan, tỉnh táo hơn. U23 Việt Nam đang chơi đúng với mong muốn của tôi để có thể vươn tầm châu lục. Trận tới, U23 Việt Nam gặp U23 Yemen. Đây là đối thủ chính của U23 Việt Nam trong việc cạnh tranh suất đi tiếp. Ông Chaussier cho biết, tôi sẽ quan sát thêm về họ. Họ đã thắng 3-0 trước U23 Singapore và trận tới mang tính chất bản lề với hai đội. Với những gì đã thể hiện hôm nay, đặc biệt là ở hiệp 2, các cầu thủ có thể tự tin củng cố lối chơi, hiệu quả hơn khi đối mặt khung thành. Tôi sẽ có thêm tinh chỉnh cho các cầu thủ.